Ok, xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic, trao chuyện tín, sống trọn đam mê và em là Long Sam. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu một chiếc long jean rất là đẹp và rất là phù hợp với cái thời tiết cũng như là cái dịp cuối năm như thế này. Và để liên hệ với em mua bán, trao đổi những chiếc đồng hồ chính hãng thì mời anh em hãy gọi cho em vào số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu ngay về cái chiếc sản phẩm này. Và đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng em nhé. Tuy nhiên là tình trạng hộp sổ đó vẫn còn rất là đẹp, phụ kiện vẫn là ok, để giới thiệu và giao lưu với anh em ngày hôm nay. Và phía ngoài sẽ là một cái bốc vận chuyển như thường lệ, phía trong thì sẽ là một cái hộp da và cất giữ cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Đó, chúng ta vẫn sẽ có đi cùng là cuốn sổ của thương hiệu anh em nhé. Một cuốn sổ với cái độ hoàn thiện chi tiết cực kỳ là tốt đến từ Longines. Đây là những cái logo đến từ cái những cái thương hiệu, những cái logo trải qua từng thế kỷ hình thành phát triển của Longines. Một cái chiếc đồng hồ đến từ một cái thương hiệu rất là có truyền thống lâu đời, đã được 200 năm hình thành phát triển. Và như Longines thì phải nói là thật sự khi mà dùng Longines nghĩa là anh em đã sử dụng một cái thương hiệu rất là có truyền thống. Và giới thiệu luôn với anh em, Longines là cái thương hiệu mà được vinh danh nhiều nhất trên thế giới bởi cái sự đóng góp của họ cho cái nền đồng công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ nói riêng và thế giới nói chung. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu anh em một chiếc Longines đến từ cái bộ sưu tập Longines Prison. Rất là đẹp và đã được anh em ủng hộ rất là nhiều trong những cái năm vừa qua bởi cái vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch đi cùng với cái sự cổ điển và đẳng cấp của nó. Và hôm nay thì em đang có được một chiếc Longines Prison có cái đường kính bề mặt là 38,5mm. Một cái size lý tưởng dành cho các cái chiếc dress watch của chúng ta. Nhưng mà với cái thiết kế rất là cổ điển của dòng Prison này thì với cái size này nó sẽ có cái phần tay càng, anh em thấy không ạ? Cái phần tay càng nó hơi dài ra một chút nên nó sẽ rất là phù hợp với nhiều loại cổ tay. Tay em tay to một chút đeo chiếc này vẫn rất ok, mà tay bé thì với cái size 38 fit trên tay cũng rất là gọn. Và chúng ta sẽ vẫn có một cái lớp kính sapphire nguyên khối được phủ AR chống lóa một lớp ở đây, rất là đẹp mắt anh em nhé. Đó, rất là đẹp nhất và sẽ bảo vệ rất là tốt cho cái đồng hồ của chúng ta trước những cái hoạt động trong cuộc sống. Và đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng, tuy nhiên anh em có thể xem cái tình trạng của nó, siêu đẹp luôn ạ. Cái tình trạng rất là tuyệt vời của chiếc Longines này. Và cái lớp mạ của Longines nó cũng rất là đỉnh. Em khẳng định là lớp mạ của Longines nó phải đỉnh nhất trong tầm giá, bởi vì họ mạ rất là dày, mạ đến 3 lần liền, nên là cái lớp mạ của nó rất là đẹp, màu rất là tươi và nó sẽ được bền màu rất là lâu trong cái quá trình em sử dụng. Một chiếc qua sử dụng tuy nhiên tình trạng còn siêu mới, siêu đẹp để anh em trải nghiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về dial của chiếc này. Dial của đồng hồ thì sẽ làm rất là đơn giản thôi, với hai kim phút và kim giờ làm màu đen, còn kim giây của chúng ta sẽ là kim màu vàng. Nó phù hợp tông sật tông với cả cái dial phía ngoài. Các cọc số sẽ là cọc số La Mã và sẽ cái phần outring chưa phút thì sẽ được làm phía trong cọc số La Mã anh em nhé. Một cái dial rất là đẹp và nó những cái chi tiết này nó rất là nổi bật trên cái nền dial màu trắng này, màu trắng sứ rất là tuyệt vời. Bây giờ thì em sẽ tiến hành lên cót tay chiếc này. Với cái dòng Prison cổ điển này thì nó sẽ được trang bị một cái núm hơi nhỏ xinh một chút anh nhé. Nó giống với cả cái những cái dòng đồng hồ cổ điển ngày xưa thì nó hơi nhỏ, khi mà anh em chỉnh giờ hay là lên cót nó sẽ hơi nhỏ một chút. Đó. Rồi, khi mà đồng hồ đã đủ cót thì kim giờ bắt đầu chạy, kim dây bắt đầu chạy và em sẽ rút núm ra này. Lúc này chức năng hacking stop sẽ hoạt động và em sẽ chỉnh giờ để cái múi giờ đẹp để giới thiệu anh em về dial chiếc này. Một cái dial làm rất là tỉ mỉ, tinh tế, thể hiện cho cái kỹ nghệ hoàn thiện đồng hồ một cách đỉnh cao đến từ Longines.
Em thấy không ạ? Một cái đeo rất là đơn giản. Tuy nhiên là để mà sản xuất ra một cái đeo đơn giản mà đẹp như thế này thì đòi hỏi cái kỹ nghệ hoàn thiện đồng hồ phải rất là tuyệt vời, với một cái thương hiệu có truyền thống lâu đời như Longines đã hình thành và phát triển 200 năm thì anh em không phải lo gì về cái độ hoàn thiện tuyệt vời của nó. Đó, đó là đeo chiếc này. Phía sau thì dưới cái lớp kính sapphire nguyên khối phía sau rất là trong trẻo thì chúng ta cũng có thể quan sát được vài cái thông tin nữa đến từ Longines, ví dụ như là bộ sưu tập Prism này, những số đầu tiên của mã đồng hồ L4.2.921.2 chống nước ở 33 tương đương 30 mét, đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép không gỉ stainless steel này, đó, mã serial number. Và ở phía sau này chúng ta có thể quan sát được cái bộ máy tuyệt vời của Longines qua cái phần kính sapphire nguyên khối phía sau này, bộ máy L619.2 được base trên nền máy ETA2892, rất là nổi tiếng, rất là đỉnh cao và cũng rất là bền bỉ, tới từ nhà sản xuất ETA Thụy Sĩ. Và anh em có thể thấy là cái độ hoàn thiện chi tiết sắc nét cực kỳ tốt trên từng thớ máy, đều được đánh vân circular và phân Geneva rất là đỉnh cao anh em nhé. Đó, từng chi tiết nhỏ đều được Longines hoàn thiện, đẩy cái sự hoàn thiện lên cái mức tuyệt vời và tuyệt đối. Đó, chúng ta sẽ có chuyện của ETA, chuyện của bộ dòng máy 2892 đây, và bộ cân bằng đang hoạt động rất là bền bỉ, cung cấp vào một cái dao động rất là bền bỉ chính xác cho đồng hồ. Và chúng ta sẽ có một cái khóa cài cổ điển đến từ Longines. Đó là toàn bộ những cái gì thông tin về chiếc này. Bây giờ thì em sẽ tiến hành đeo thử nó lên tay để anh em xem là chiếc này của chúng ta lên tay nó sẽ tuyệt vời như thế nào nhé. Với một cái đồng hồ có đường kính bề mặt là 38,5mm như thế này thì nó sẽ rất là tuyệt vời khi mà anh em fit cùng với các cái trang phục công sở, trang phục thanh lịch hay là cái trang phục lễ phục, độ dày chỉ 8,5mm, đeo rất là đẹp, sang trọng và tuyệt vời anh em nhé. Đó, đây trên cổ tay của 15,5 của em thì fit quá là tuyệt vời luôn, rất là phù hợp với những cái dịp cuối năm như thế này. Và nếu mà anh em có nhu cầu thích chiếc này, hãy liên hệ với em với số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 81672 nhé. Nhớ bấm nút đăng ký, bấm vào cái chuông không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào bên em cả. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.